Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng sớm 24 tháng 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cùng lãnh đạo Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội đã đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy tại cầu giấy Hà Nội. Tại hiện trường vụ cháy, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ những mất mát đau thương và gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn. Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp ngành khẩn trương khắc phục hậu quả, dành mọi ưu tiên cứu chữa người bị thương, động viên, hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn, sớm ổn định tình hình, bảo đảm cuộc sống cho người dân. Biểu dương các lực lượng chức năng cùng đông đảo bà con nhân dân và chính quyền địa phương đã khẩn trương cứu nạn, cứu hộ, hạn chế thấp nhất các thiệt hại. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có, theo quy định của pháp luật. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, chính quyền địa phương các cấp, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra, ra soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, chung cư mini có mật độ người ở cao kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Vụ cháy vừa xảy ra tại Trung Kính, Hà Nội khiến nhiều người thiệt mạng. Bà Nguyễn Thị Việt sinh sống ở số nhà 18 ngách 43 trên 98 phố Trung Kính chia sẻ. Sau khi phát hiện đám cháy tại ngôi nhà 3 tầng, người dân xung quanh đây có hô hoán lên để chữa cháy. Dù đã dùng bình cứu hỏa nhưng đám cháy vẫn bùng to. Theo bà Nguyễn Thị Việt, căn nhà trọ kết hợp với kinh doanh nằm trong ngõ chật hẹp lực lượng chức năng phải mất rất nhiều thời gian để tiếp cận, kéo vòi xịt nước vào bên trong dập lửa. Bà nói, căn nhà này mấy năm nay kinh doanh sửa chữa, mua bán xe máy điện, xe đạp điện. Phía dưới tầng 1 là kinh doanh, bên trên các tầng là kinh doanh nhà trọ. Vụ việc xảy ra trong đêm khiến người dân ở đây cảm thấy bàng hoàng. Choang tỉnh giấc bởi nhiều tiếng nổ, anh Trần Hưng Thịnh, sống cách hiện trường khoảng 15 mét cũng cảm thấy hoảng hốt. Anh Trần Hưng Thịnh kể, Thời điểm đó là vào khoảng 0 giờ 30 phút, tôi thấy nhiều tiếng nổ phát ra từ tầng 1 của ngôi nhà, cũng là nơi sửa chữa xe máy xe đạp điện. Mọi người chi hô nhau bỏ chạy và lấy bình cứu hỏa mini để dập lửa. Cũng theo anh Thịnh, dù mọi người rất cố gắng nhưng không thể dập được cháy, lửa lan nhanh tạo ra nhiều khói rất khó thở. Anh Thịnh nói một lúc sau thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến, công tác cứu chữa rất kịp thời nhưng vẫn có nhiều người bị thương được đưa ra bên ngoài. Đến khoảng 3 giờ thì nhiều người được đưa ra bằng cáng, có cả những nạn nhân bị cháy kín. Cũng sinh sống gần ngôi nhà trọ, chị Phạm Thanh An cho biết đã giật mình bởi tiếng nổ phát ra. Chị bàng hoàng kể lại, tiếng nổ đầu tiên làm tôi giật mình, sau đó liên tiếp là hai tiếng nổ nữa. Tôi nhanh chóng chạy xuống mở cửa thì phát hiện ngọn lửa đã bùng phát dữ dội. Cũng theo chị An, lúc đó mọi người hoảng hốt chạy nháo nhào hết, khung cảnh rất hỗn loạn. Ông Phạm Quốc Việt, đội trưởng đội hỗ trợ sơ cứu Fast Angle cho biết, hơn 10 thành viên của nhóm đã đến hiện trường hỗ trợ cứu nạn cứu hộ từ lúc 1 giờ sáng. Căn nhà gồm nhiều phòng cho thuê trọ, trong các phòng có nhiều người. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gặp khó khăn do lửa nóng, nhiều khói. Ông Phạm Quốc Việt nói, lực lượng cứu hỏa và đội đã rất nỗ lực để cứu các nạn nhân, sự việc quá đau lòng. Sáng 24 tháng 5 Trước khi diễn ra ngày làm việc thứ 5 của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết đêm qua xảy ra hỏa hoạn tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Số liệu ban đầu có 14 người thiệt mạng và một số người bị thương. Phó Chủ tịch Quốc hội nói: "Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân." Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: "Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các lực lượng nhanh chóng khắc phục hậu quả, dành mọi ưu tiên cứu chữa người bị thương, kịp thời giúp đỡ gia đình người bị nạn, sớm ổn định tình hình, bảo đảm cuộc sống. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị chính phủ, các cơ quan hữu quan, các lực lượng chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong cả nước. Hướng dẫn và thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nâng cao cảnh giác, ứng phó kịp thời, không để xảy ra cháy nổ. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, đầu giờ sáng 24 tháng 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cử đoàn công tác do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu đến hiện trường và bệnh viện để thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn, đội ngũ bác sĩ và lực lượng cứu hộ cứu nạn tại cơ sở. Báo cáo từ Công an thành phố Hà Nội, lúc 0 giờ 46 phút ngày 24 tháng 5, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Ngay khi nhận được thông tin, công an thành phố điều động 50 cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố và công an quận Cầu Giấy, lực lượng cảnh sát 113 công an quận Cầu Giấy, công an phường Trung Hòa khẩn trương đến hiện trường, phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy. Đến 0 giờ 52 phút cùng ngày, các đơn vị tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển mạnh, thiêu dụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân. Khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy. Các lực lượng tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến 1 giờ 26 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong. Tối 23 tháng 5, công an huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai đang phối hợp điều tra vụ nam thanh niên vào tiệm vàng cướp giật tài sản rồi bỏ chạy. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 23 tháng 5, một nam thanh niên mang khẩu trang, đi xe máy che biển số tới tiệm vàng KMV ở ấp Thanh Hóa, xã Hổ Nai 3, huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai, do ông VQM làm chủ để hỏi mua sợi dây chuyền vàng. Sau khi hỏi mua, nam thanh niên rời đi và chạy vòng quanh khu vực này để thăm dò. Khoảng 15 phút sau, người này điều khiển xe máy che biển số quay lại tiệm vàng KMV, yêu cầu mua vàng trị giá hơn 20 triệu đồng. Thời điểm này, chủ tiệm vàng lấy sợi dây chuyền vàng trị giá 27 triệu đồng đưa cho khách hàng, nhưng nam thanh niên không đồng ý vì cho rằng giá cao. Sau đó, nghi can chỉ vào một sợi dây chuyền vàng khác. Chủ tiệm vàng báo giá 22 triệu đồng và đưa cho nam thanh niên. Nhận dây chuyền vàng từ ông chủ tiệm nam thanh niên bất ngờ chạy ra xe máy dựng phía trước, nổ máy bỏ chạy. Lúc này, ông VQM vội chạy theo, nắm được tóc, quật ngã nam thanh niên xuống đất, đồng thời hô hoán người xung quanh hỗ trợ, bắt giữ giao công an. Bước đầu, công an xác định, nam thanh niên tên NMN, 26 tuổi, quê ở Tiền Giang, hiện trú tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. Đối tượng khai làm công nhân trong một công ty trên địa bàn huyện Trảng Bom, nhưng do nợ nên nảy sinh ý định cướp tiệm vàng lực lượng chức năng đã thu giữ được sợi dây chuyền vàng và xe máy mà nam thanh niên dùng để gây án